Nguyễn Văn Trung khóc nghẹn, hé lộ lý do viết ca khúc nhật ký của mẹ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung nhớ lại quá khứ em trai bị bắt cóc và hình ảnh của mẹ gào khóc, chạy xe đi tìm con khiến anh đau lòng. Nhật ký của mẹ là một trong những sáng tác nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Trong chương trình Khu Vườn Thanh Âm mới đây, nam nhạc sĩ hé lộ những câu chuyện xung quanh bản hit này. Nhật ký của mẹ là album đầu tiên do Nguyễn Văn Trung tự sản xuất, tự hòa âm phối khí và cũng là bài hát đầu tiên anh không bán cho bất kỳ ca sĩ nào vì nghĩ sẽ không có người mua. Ca khúc là hành trình của người mẹ quan sát người con từ lúc con còn trong bụng tới khi nhìn con khôn lớn, trưởng thành. Nói về lý do quyết định viết ca khúc này tặng mẹ, nam nhạc sĩ lần đầu hé lộ những trải nghiệm của bản thân. Anh cho biết lúc nhỏ, nhiều lần bị mẹ đánh oan nên không thích mẹ và nghĩ mẹ không thương mình. Thế nhưng, một sự việc đã khiến anh thay đổi suy nghĩ về mẹ. Đó là khi em trai út của Nguyễn Văn Trung bị bắt cóc, cả nhà túa đi tìm. Nhìn hình ảnh mẹ vừa chạy xe đi tìm con vừa khóc đến quặn thắt khiến anh vô cùng đau lòng. Lúc ấy, anh nghĩ dù mẹ đánh hay mắng, nhưng nếu anh bị bắt cóc, chắc chắn mẹ cũng sẽ chạy đi tìm như thế. Vị nhạc sĩ không khỏi nghẹn ngào khi nhớ đến giấc mơ ám ảnh thuở đại học. Năm đó, Nguyễn Văn Trung nằm mơ một giấc mơ chân thật đến khó tin. Anh mơ thấy mẹ đã mất và bản thân vô cùng hoảng loạn. Lúc đó, anh hoảng sợ, hụt hẫng và thấy mình như bị lạc lõng giữa cuộc đời. Khi đó, tôi mới hiểu cảm giác một người con mất mẹ là như thế nào. Lúc choàng tỉnh, tôi thấy chiếc gối của mình ướt đẫm. Tôi nhận ra, chưa bao giờ mình khóc nhiều như thế. Tôi ngó xuống lầu, thấy mẹ ngồi dưới bếp. Bây giờ, tôi mới thở hắt vì nhẹ nhõm. Anh nhớ lại và cho biết thời khắc ấy, bản thân muốn chạy ngay xuống để nói con thương má, nhưng lưỡng lự mãi không nói được. Anh cứ bước xuống cầu thang một bước, lại bước lên. Cuối cùng, nam nhạc sĩ mới hít một hơi sâu, lấy hết can đảm chạy xuống ôm mẹ và nói con thương má. Đặc biệt trong bài hát, có câu hát gây tranh cãi, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Không ít người cho rằng, không bao giờ có chuyện có một ai đó có thể yêu con hơn tình yêu của người mẹ. Với câu hát này, theo lý giải của tác giả, anh biết điều đó là sự thật nhưng chỉ đang viết lên nỗi lòng, tâm tư của người mẹ. Cũng tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tiết lộ chi phí sản xuất ca khúc này chỉ tốn 2,5 triệu đồng. Trong đó, 1 triệu đồng tiền hòa âm, 1 triệu đồng tiền thu âm, còn 500.000 đồng là tiền bị công an phạt khi đi quay. Bên cạnh đó, để có một bài hát lan tỏa đình đám, nam nhạc sĩ cũng đã phải chờ ca sĩ Hiền Thục 2 năm mới được cô thu âm cho. Theo Nguyễn Văn Trung, khi anh gửi ca khúc này cho Hiền Thục, quản lý của nữ ca sĩ cho biết cô đang bận dự án khác và không tham gia được. Tuy nhiên 2 năm sau, anh vô tình gặp Hiền Thục ở studio và ngỏ lời nhờ. Ngay tối hôm đó, Hiền Thục nghe bài hát và hôm sau lập tức thu âm ca khúc. Bản thân nam nhạc sĩ chưa từng nghĩ nhật ký của mẹ sẽ nổi tiếng bởi lời bài hát quá dài, rất khó để ca sĩ thể hiện trên sân khấu. Nhưng cuối cùng, bài hát đã lan tỏa đến nước ngoài như Nhật, Đức và được khán giả nước ngoài đón nhận nồng nhiệt.